Thì với cái M2 Aqua này chúng ta có thêm cái khả năng chống nước ở chuẩn IP68 là chuẩn cao nhất dành cho di động. Ở phía sau này chúng ta có một số những cái thông tin tương tự như cái M2, gồm có chiếc camera cũng như màn hình. Và ở đây có 3 màu của cái M2 Aqua là màu copper, tức là màu vàng đồng, màu đen và màu trắng. Thì trên tay mình hiện nay đang là chiếc màu đen. Thì mình sẽ phối hợp để các bạn xem những cái phụ kiện trong chiếc M2 Aqua này có khác biệt gì so với cái M2 không. Và đây là cái M2 Aqua của chúng ta. Đây, cái ngoại hình rất là giống với cái M2. Thì mình sẽ nói về chiếc điện thoại này sau. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về những cái phụ kiện kèm theo. Phía trong hộp trước tiên thì chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng nhanh, cũng như ở phía trong là cái thông tin quan trọng về cái điều kiện bảo hành của Sony. Đây, cái hướng dẫn này thì được làm có tiếng Việt. Phía trong hộp chúng ta còn có những phụ kiện khác, như đây là một tai nghe của Sony dạng stereo và có cái bộ phận để chúng ta có thể gắn mic rồi trong này để chúng ta có thể sử dụng để nghe được gọi. Tiếp theo thì có thêm những cái sách hướng dẫn khác bằng tiếng Anh và những thứ tiếng khác phía trong. Chúng ta còn có một cáp micro USB để chúng ta có thể kết nối cũng như sạc cho thiết bị. Đây, cáp của Sony. Và cuối cùng, ở trong hộp thì chúng ta có một cục sạc của Sony. Và như vậy, đây là tất cả những phụ kiện kèm theo cái Xperia M2 Aqua được bán chính hãng tại Việt Nam. Và trên màn hiện nay đang là chiếc Sony M2 Aqua. Thì cũng giống như M2, đây là một cái phiên bản nâng cấp về cái phần chống nước, cho nên những cái chi tiết khác thì không có gì khác nhau cả. Ở phía trên chúng ta có cái khu vực loa thoại với camera trước, cái logo của Sony. Ở dưới thì trơn không có gì cả. Ở phía sau thì thay vì là một cái mặt lưng bóng kiểu như của Sony M2, ở đây mình có một chiếc Sony M2 phiên bản không có chống nước. Đây các bạn có thể thấy cái mặt lưng này thì nó bóng, còn với cái Aqua thì nó lại là cái mặt lưng với nhựa nhám. Cũng tương tự như Sony M2, ở phía trên chúng ta có cái camera 8MP với cái đèn LED và cái mic phụ để chúng ta hỗ trợ quay video, logo NFC, logo của Sony và phía dưới là dòng chữ Xperia. Ở phía trên thì chúng ta vẫn có cái khu vực của cái tắt cắm tai nghe, nhưng mà đối riêng với cái M2 Aqua này thì cái phần tai nghe đã được đậy lại bằng một cái nắp, cũng tương tự như cái cách mà Sony đã làm với Sony Xperia Z. Đây, ở phía trên của cái M2 mà nó không có chống nước thì cái lỗ tai nghe được hiển thị ở phía ngoài, còn đối riêng với cái Aqua thì nó lại được giấu ở trong cái nắp. Thì chúng ta sẽ mở cái nắp này ra như thế này bằng một cái phần khe nhỏ để chúng ta có thể gắn cái tai nghe vào và nghe nhạc. Đây, nó làm cái cách rất là giống với Xperia Z. Ở các cạnh chúng ta vẫn có các nắp đậy, đây là cạnh để chúng ta chứa cái phần thẻ nhớ. Mình sẽ mở ra để các bạn xem. Chúng ta vẫn có những cái nắp đậy, thẻ nhớ và SIM thì chúng ta sẽ nhét ở phía trong này. Các bạn lưu ý là ở phía trong này đã được bổ sung thêm một cái miếng dây quỳ để người ta thẩm định cái khả năng chống nước của máy. Tiếp theo chúng ta có cái nút nguồn của Sony rất là quen thuộc, phím tăng giảm âm lượng được làm rất là mảnh và đẹp, và cái phím chụp ảnh với cái logo của cái camera được in rất là mờ ở phía trên này. Và toàn bộ những cái phần khung này thì nó được làm giả kim loại và phay xước rất là đẹp. Ở phía góc chúng ta có một cái vị trí để chúng ta có thể móc được cái dây đeo. Ở phía dưới cùng là cái phần của loa ngoài của máy. Đây, ở phía bên cạnh này là một cái vị trí của cái cổng micro USB được giấu trong cái nắp, và cũng có cái phần dây quỳ màu trắng ở phía trong. Thì khi mà các bạn sử dụng, nếu các bạn đậy không kín cái cổng này thì cái phần dây quỳ sẽ chuyển sang màu đỏ, và khi đó người ta có thể thẩm định được cái khả năng chống nước của máy. Đây chỉ là một bản nâng cấp về cái khả năng chống nước của M2, cho nên M2 Aqua vẫn sở hữu cấu hình của M2 với chip Snapdragon 400, xung nhiệt 1.2GHz và RAM 1GB. Màn hình của máy vẫn là 48 và cái độ phân giải là UHD, tức là 540x960. Cái vẻ ngoài thì hoàn toàn không có gì khác nhau cả. M2 Aqua với cái mức giá là 7.490.000
và là một bản nâng cấp về cấu hình cho cái việc chống nước so với M2. Đây là một chiếc máy rất là nhỏ gọn và có mặt lưng, mình rất là thích. Nó không còn có bị bóng kiểu như của M2 nữa, mà bây giờ nó đã nhám và khá là bám tay. Đây là một chiếc máy hướng tới những người dùng muốn tìm kiếm một chiếc máy nhỏ gọn với cấu hình đủ xài và có khả năng chống nước để chúng ta phòng tránh những cái trường hợp bất khả kháng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.